Sôm chinh quỳ. Chim to, sôm chinh luộc sạp bì nhá, và mình sẽ ngồi chung phố, đàm đăng rọt bạc rình lùng đi. Thank you, Mr. President. Just to clarify our understanding, this witness is scheduled for a day and a half. So both sides have a total of three sessions. I don't know whether we will use the both this morning and the first session this afternoon, but just wanted to confirm that this was a witness who is scheduled for a day and a half. Thank you. Good morning, Mr. Civil Party. I wanted to start by going back and just asking a few additional questions about your background during the regime. And you testified that about how you were injured in a hospital, and after you were released, you ended up at the Sector 13 handicap office. I just wanted to clarify, did you go straight from the hospital to the Sector 13 handicap office, or was there a period of time when you returned to your home district, Tramcock? Do you remember whether you spent any time in Tramcock at your home before going to the Sector 13 handicap office? Môn đồng lộc tôi mình đi chuẩn bị ca chắc về bị tranh bị pe tôi sọc cầm nát nó trầm quá ta lục đăng thế nào pe nào đấy dạ pe mà đấy môn pe vừa tôi can mình đi chuẩn bị ca bà nhom lấy nói ngày khai là ngày tranh bị pe chia hay là ngày luôn bị ca tới ăn cà phê và ăn cà phê nơi con vừa đã tôi miền về thiền trong cái một bào kế ban vận chun ở nhóm nghĩa bay bốn nhẽ nè từ ca đây nè và là không nguồn chân kê đò trừ trừ một hàng mà kể vận chun tới từ đó là thì về rock khai cái đấy kê bán kê vận chun chính nhóm từ tv ca phun phía ở đồng bằng là bay nè mà giao cái thêm thiên nè tv ca làm thôi là khơi một bếp ngày khai cho nam mà khỏi đồng pi mi sa mi ấy bài buôn trên với nhưng mà từ cả này Thank you. Let me ask you this. Do you remember where you were on 17 April 1975? That is the day that the Khmer Rouge took control of Phnom Penh and took power for the entire country. Do you remember where you were on that day? เป็นខ្ញុំអត់ទាន់ពិការទេគឺនៅក្នុងអង្គភាពនៅរដ្ឋាភិបាលតូចព្រំដែនតកែវនេះគិតទៅមានប្រាសាទមួយណាខេត្តតកែវខ្ញុំនឹងមានព្រំដែននៅប្រចាំការណាដែលរហូតវៃគ្នាចូលឡើងជាមួយយួនព្រំដែនបានពិការហ្នឹងទៅ And one last question about your home district, Tramcock district. Did you spend any time in Tramcock district during the Khmer Rouge regime, that is from April 1975 to January 1979? Did you go there to visit? Did you spend any time in Tramcock? បីបួនដងហើយបើតាមគិតតាំងនៅទីវិការតំបន់រហូតដល់
Turning now to the sector and zone handicap offices, I'm wondering if you could tell us how many people there were, how many former soldiers, injured soldiers, were there at the Sector 13 youth handicap office, and how many there were at the zone office in Thak Mau. Okay, you said in your DC CAM interview that there were approximately 400 disabled soldiers at the zone office in Thak Mau. Is that number about correct? Okay, thank you. You mentioned this morning that some of these soldiers were already married and had families, others were single. Can you give us an estimate? How many of these people were already married and how many were still single? So then, without getting into percentages, most of the people were still single. Is that right? And one more background question. Indicated that you were at the Sector 13 Youth Handicap Office, you were the Deputy Chief. What was your position at the Zone Handicap Office in Thak Mau? នៅមកមុនខ្ញុំគេហៅមន្ទីរភូមិភាគនេះដីមានហើយមានប្រធាននុប្រធានឯហើយខ្ញុំមកក្រោយគេទេគ្រប់តំបន់គេមកមុននៅតំបន់13យុវជនពិការដូចខ្ញុំឯហ្នឹងក្រោយគេបាន
hiệp trong tới ban pin mà con đã là tôi bay con nuôi là thầm về là cho một đòn là bạn nhìn ở trong từ chỉ là thiên cỏ nuôi là thầm And did there come a time after your arrival where the office chief was arrested, office chief and maybe the deputy were arrested, and you were promoted? Can you tell us about that? Thiên là nước thiên từ sớm thì do ta ngồi nơi trên vị trạ thư u và thư bậc thiên ti bị ca nằng hai chia phi khai bàn à nước bậc thiên ti phùng phiền những cái mà bậc ca chặt tăng ở chấm là anh thầy chia nước bậc thiên bao phù chặt để nơi ที่พิการมันจะในองค์จัดเธอตะบูไปอัดจำตีทั้งไงใครThank you, and I want to understand you can't remember the date. You said that your promotion was announced by the deputy chief of the zone. Do you remember the name of that person? Who are you referring to by the deputy chief of the zone? ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអស់ហើយពេលនោះគាត់នៅចាំដែលមកប្រកាសចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានមន្ទីរពិការភូមិភាគហ្នឹងណែមន្ទីរមន្ទីរភូមិភាគបងមួយហ្នឹងជាប្អូនឆ្លៃត្មុកបងមួយទៅប្រកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើអនុប្រធានមន្ទីរពិការហ្នឹងធ្វើជាអនុទៅប្រកាសខ្ញុំអានេះក៏ខ្ញុំណែអត់ចាំឈ្មោះក៏ដែរតែគាត់ហ្នឹងគឺនៅរោងចក្រអីនេះកលឹងដៃនេះចិត្តពេញនេះដែរគេមកធ្វើអនុប្រធានភូមិភាគណែប្រធានទីភូមិភាគនេះដៃហ្នឹងពូខ្ញុំភ្លេចមុខដែរហ្នឹងគឺប្អូនឆ្លៃតមុខហើយបងមួយហ្នឹងចេញពីតបនៅកងពលលេខ2ភូមិភាគនេះដៃហ្នឹងគេកាន់ហូបចាក់អីកលឹងអីដែរចិត្តពេញបានគេឡើងជាអនុប្រធានភូមិភាគតែប្រកាសចាត់តាំងខ្ញុំទៅឥឡូវនេះហៅឈ្មោះណាក៏មិនទៅមុនគេស្គាល់ទាំងអស់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីឥឡូវភ្លេចតែហើយThat's okay, Mr. Civil Party. You've indicated that your memory on the dates of your various positions is a little unclear now. Let me read to you a short excerpt from your DC CAM interview to see if you can confirm this is correct. Your Honor, this is E3/5643, Khmer 00059402, English 00753896, French 00756647. This is what you said in your DC CAM interview. Quote, it was mid-1975 when I worked in Sector 13, Macau. Then I moved to Tacmo in early 1977, and in June 1978, I came to Soeun, moving from the office for the handicapped, end quote.
Those dates sound about right in terms of your movements in your various positions. And one more background question. When you came to Soeun District to be office chief there, do you remember how many people lived in that district at the time? Thank you, Mr. Civil Party. I understood that. My question to you is, when you came to SENG district, do you remember how many people, approximately how many people, lived in that district at the time? ខ្ញុំអត់បានដឹងចំនួនប្រជាជនប្រមាណទេខ្ញុំពេលនោះនៅមន្ទីរស្រុកដឹងតែបញ្ជីតាមឃុំហៅថាកបូកចូលចំនួនប្រជាជនប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីហ្នឹងក្នុងបញ្ជីខ្ញុំអ្នកកាន់កាប់តែមិនដឹងនៅចាំថាប្រមាណប្រមាណខ្ញុំអត់បានចាំដែរព្រោះមន្ទីរស្រុកទូថាបញ្ជីរយហ្នឹងខាងខ្ញុំតែមិនបានចំណាំចាំទេ That's okay, Mr. Civil Party. Let me now turn to the subject that is covered by the legal lawyers. Ask you a few follow-up questions regarding marriages. First, the marriages that you discussed of the handicapped soldiers from Khmer, from Soeun District. You indicated that this was something that took place after you had left the handicap office and went to Soeun District. Then you were describing the event, and you indicated that there had been an order from Tamok to do these marriages, but you said you heard your commander pass the order on to you that the soldiers were all to be married. My question is, I want to just be clear about this. Are you sure that these marriages took place while you were at SENG District, after you had left the handicap office, or is this an area where your memory is unclear today as to whether this took place while you were at the handicap office or after? Do you understand my question? Mình mến
cõi bế để lúc tôi đó sọc sang hai nông tiền chấn rồi coi giang na đại nhưng nhầm nơi chạm nhầm chênh phát hai bàn miên đang phản ca tầm mốc đạo ơi thiên tì bì ca công viện đấy rồi vô nơi rì mà riêng ca ơi cơn bì ca này bè nâng phê nhầm một nơi sọc sang phát hai tết nhầm bàn đăng thuộc nhóm ở xa đã tới liên kết rồi thà cái lãnh chá lọc nơi mà tới bàn đằng này rừng nhóm Can you tell us how many women were brought from Kempot to be married to the handicapped soldiers? Nhóm ớt đang ban tha chùm nuôn na đấy còn phở bị ra bị bà hai là còn miền tha đấy bộ nhóm ớt ban khư bạc còn là lưu kỳ tha đấy những cái chuyện vậy You indicated that you learned when you came to visit the handicapped office. Did you ever learn whether or not any of the women who were sent to Kempot to be married there, did any of them become pregnant? Mà nhắm tới liền những cái ớt khơi miên nà na ấy cái ấy đấy khi là chụp chung như là đấy là hiệp ca ấy là những khơi ba là ôn cho đôn mũi đấy thì vô phi ca đấy thì vô ôn cái hiệp ca ấy thì tuần phi ca để còn đang một ấy thì xảy ra là pro nó ôn cho đôn mũi nhầm nó khơi cái ấy bấm nhầm khơi là vẫn đang cả vẫn đang ban khơi như thế để liền một lẹ để You indicated that one of the handicapped soldiers who was married was your nephew. Did your nephew tell you about the marriages and the women that were brought from Kempot? Did you ever talk to him about that? Got na tro ban ke rieb ka oy chmuoy ning ri mok pi khat Kempot rư ko yang na. Mùa nắng mình men mùi đi ôn cái đồn mùi để con hiệp ca ôi nhầm nó tam nhầm đắng thằng sấy có mình đăng luôn để ấy nhầm có mình đăng thà na đấy thì che thà mà ấy vô quân đâu thà bị bay đòn nữa mà nhầm phỏng lắm mình vô mà ôi chụp một tớ văn lăng thầm bên lăng tàu thế nhung nên bạn chạy cho ngay cứ sẽ lăng ấy muốn ọt sao Mr. Civil Party, we've talked about the information you have about marriages of handicapped soldiers at the zone offices in Khmer where you used to work. Ta lục đăng thắc kề miền xóm công nghiệp ca chuẩn bị ca cho mỗi người đi đầu tây tiết nấu còn lại đầu tây tiết nấu con ông bờ tây Campuchia từng mùa đi đại thế nhầm ắt đăng thế cô đại tờ ná là nơi là vợ nơi thật sáng nơi tì sọc đó là cái chèn nơi là mình đang tờ ná cho mà pê yun mà cái ơi mất chia cho mọi đà và mua top mình một cái này
về nên ta từ nay nhóm mà có năng mình đăng ngày chơi chơi Let me read to you some excerpts from some other evidence that's before this court. This is Your Honor's document E3/9833. It's an interview of a former Southwest Zone soldier who in 1978 was sent to the Northwest Zone and appointed a district secretary. And specific references Marriages were arranged with women brought from the salt fields. Women from the salt fields being sent to the Northwest Zone to marry handicapped soldiers. A few follow-ups now on the period that you were in Soeun district, and you talked about the assignment to the orders you received from the district committee. After you provided these biographies to the district committee, who was it that decided which women would marry which men? Was it the district committee or someone else? Thank you for clarifying that. You talked about there being marriages that you attended, and you said that each time there was between a different couple. Where did these marriages take place?
where they connected and who was it that presided over the marriages, the weddings. I was married in 1997. ហើយអ្នកមកចូលរួមគឺគណៈឃុំគ្រប់ឃុំក្នុងស្រុកស្អាងមកចូលរួមចូលរួមហើយទទួលយកគូដែលរៀបការហ្នឹងនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនគណៈឃុំហ្នឹងយកទៅព្រោះរៀបការឲ្យរួចអត់នៅក្នុងកងចល័តទេទេគឺតែនៅសហគមន៍ចឹងតែនៅតាមឃុំថាកបរបស់ខ្លួនចឹងមានឃុំមួយមួយនៅចាំទទួលនឹងចូលរួម And where was it that this event, the marriage, just took place? ឡៃនឹងអនុវិទ្យាល័យនៅកន្លែងមន្ទីររបស់ស្រុកកាលសម័យនោះឥឡូវនឹងគេមានធ្វើអីមួយទៀតទេប៉ុន្តែកន្លែងចាស់ហ្នឹងធ្វើពិធីរៀបការឲ្យយុវជនជនរីហ្នឹងពេលនោះនៅតាមតាមមន្ទីររបស់ស្រុកសាលាស្រុកក៏នៅតែហ្នឹងសាលាអនុវិទ្យាល័យនៅតែហ្នឹងគេយកសាលាអនុវិទ្យាល័យហ្នឹង Okay, thank you, Mr. Supreme. មេធាវីកូពេប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានឮច្បាស់ទេលោកប្រធានគឺថាចម្លើយនេះនិយាយថាគឺមិនមែនជាការរៀបការដោយបង្ខំទេគឺខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ចម្លើយទាំងស្រុងដែលដកស្រង់ទេអញ្ចឹងគឺកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវគឺនិយាយថាប្រយោគគួរតែនិយាយថាមិនមែនជាការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេបាទ That's fine. And
ត្រូវតែរៀបការព្រោះពីមុនហ្នឹងរឿងសង្គ្រាមឥឡូវចប់សង្គ្រាមហើយត្រូវតែហ្នឹងអានេះផែនការឲ្យខ្ញុំទទួលដឹងអីដឹងតែពីគណៈស្រុកនេះដែលគាត់នៅផ្ទាល់ខ្ញុំបានដឹងអត់មានដឹងពីណានឹងទៀតទេប៉ុន្តែទូទៅគេផ្សាយសបផ្សាយថាទូទាំងប្រទេសគេក្រោយចប់សង្គ្រាមហើយទេត្រូវតែរៀបការអញ្ចឹង And you talked testified this morning indicated that you instructed by the district committee that the woman be 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 the wo
ពីសំណួរតើមានគោលនយោបាយអ្វីដែលណែនាំមកពីរបបផ្លូវក្រហមថាមនុស្សត្រូវតែរៀបការនោះហើយលោកឆ្លើយថាគឺមានគោលនយោបាយពីរបបផ្លូវក្រហមដែលធ្វើពេលដែលមនុស្សមានអាយុ ក្នុង កម្រិត 1 គេ ត្រូវ តែ រៀបការ ចំពោះ ស្រី គឺ ត្រូវ មាន អាយុ ពី 20 ឡើង ហើយ បុរស ពោះ ជា នឹង រីឯ បុរស អាច មាន អាយុ ពី 30 ពី 25 ឬ ក៏ លើស ពី នឹង ចឹង សំណួរ ថា តើ ផែនការ ឬ នយោបាយ ដែល លោក និយាយ នេះ តើ លោក បាន លឺ ហេតុ ផល អ្វី ដែល ថា នារី ត្រូវ រៀបការ ចាប់ ពី អាយុ 20 ឡើង ហើយ បរោះ ត្រូវ មាន អាយុ លើស ពី កម្រិត 1 ឬ ខ្ពស់ ពី នឹង តើ គេ បាន បញ្ជាក់ មូល ហេតុ អ្វី ដែរ ឬ ទេ កាល នោះ ខ្ញុំ នៅ ចាំ គឺ តាម ការ ប្រជុំ ណែ នាំ របស់ គណៈ ស្រុក ហើយ ប្រហែល ហៅ គណៈ ឃុំ មក ទាំង អស់ ក្នុង ស្រុក ស្អាន ឲ្យគាត់នឹងសັບសាយថាទៅធ្វើតាមផែនការហ្នឹងទៅដល់អាយុហើយហ្នឹងត្រូវរៀបការឲ្យគេតាមឃុំរៀងខ្លួនដែលខ្ញុំបានធ្វើបញ្ជីរៀបការហ្នឹងអានឹងគេកងចល័តរបស់ស្រុកទេឯការវិញហ្នឹងគឺរៀបការតាមឃុំសហគមន៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាឃុំមួយមួយចាត់តាំងដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំ បាន និយាយ សប ថែម When the district chief explained this plan, did he explain why it was that women had to be married when they reached the age of 20? អ្វី ដែល ថា គេ ឲ្យ នារី ចាប់ ពី អាយុ 20 ឡើង នឹង ត្រូវ រៀប ការ តើ គេ មាន បញ្ជាក់ មូល ហេតុ ពន្យល់ ទេ Thank you, Mr. Civil Party. Let me turn now to the subject of the event. ស្រុក ស្អាង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1978 បន្ទាប់ ពី លោក បាន ទៅ ដល់ ទី នោះ ហើយ ធ្វើ ការ នៅ មន្ទីរ ស្រុក នោះ ខ្ញុំ ទៅ ដល់ ស្រុក ស្អាង ហ្នឹង ខ្ញុំ ជួប តែ បញ្ហា មួយ ដែល ចម្លែក ខុស គេ គឺ តាម បញ្ជា មិនដឹង ថ្នាក់ មក ទៀត ហើយ ខ្ញុំ ក៏ អត់ដឹង តែ លួច ស្ដាប់ ដោយ ដឹង មែន គេ រាយការ មក ទេ គឺ គេ ប្រមូល ជនជាតិ យួន
chân vô mà đất kê thầm lạp cháu nó có cổ đi anh mẹn thà lưu kỳ thà đấy anh nhông khương tôi nết hãy nhông tôi xong mưa kê cái lạnh kê thầm lạp bộ đại vô mò năng thiệt tại à bà thiên cục có cổ nóng vô ọt ôi nhông trốn nóng kỳ chọn đấng á anh mình sức thì bà thiên tì sốc anh lá nhà mưa anh tôi bằng bàn bóng trôn mẹn là ứng thức cổ tôi khương mẹn kê xâm lập mà nhông khương nhông này bất bà gọt là nhông khương một đo nâng ta kê môn nâng tạm kê bà dì đi ca chú môn nâng mà ôi nhông nâng tì sốc nâng vì đó là tự bay xa một chân hay những dùn mà làm được cọc cổ tại nhầm khơi cho là nết ai xua xua nó mình chi cái dùa cho mẹ nhầm màn mưa kia mưa bỏ cái xâm lạp bao giờ xua đây anh ấy được bật bật nhầm để sọc xa And you indicated that the Vietnamese people were gathered at a place called this was an island. What was located there? Was this the location of the district security office? Was it an execution site? What can you tell us about Khmer? Lịch hai này chùa tự vì tranh pi cái che tới nó nhân cọ mùi đôi cọ lông chân này hết bàn đào cọ cổ này và đẹp như lịch đó ra thao tham thử đấy và đẹp cọ này đang sọc an và nơi chạm cái do cái lại nắng thì muốn cái đầm tận năm ấy cứ cá thông đóng đã sầm mai nếu cao chỉ cái lại do đã nặng tu tôi sầm lập cặp mình là nặng đập pi mì sa màu nó tôi nó hốt chân kiệt thiện tịnh chân ruồn vi nhìn chạm thế đấy cả nó còn khi mà về được khỏi kia đấy thì mình cả nó thơ nó pi sầm mai nó phân nữ cái nặng sọc nó để khi mà tôi nâng nâng còn này mà nhóm từ khơi con này có cô đặt lại cái bộ mô từ xung lập. And you've indicated that you arrived in Soeun District in June 1970. How long was it after your arrival that the Chinese Vietnamese people were identified and taken away from killing? Nhóm từ khơi con này có cô đặt lại cái bộ mô từ mình bất bật có đấy còn là tha muốn kê liệp ca ơi nhom liệp ca quân hồi ban nắng nhom ra tới bị che nắng cái ở pê cầm nát ắt chạm một lịch ngày khai ở hỏi pê nó đòn lấy. And you mentioned a few minutes ago. Nhóm bạn tự tuôn bình chi mô đề thầy thầm lắm tam không môi mua kêu đề miền chân chết ruồn chân nhóm khoan bạn là mơ tới bần tay từ đầu từ mục bây giờ mấy chứ mấy nhóm bạn đánh còn
ມື້ລະເພິ່ນທີ່ຊ្មោះນັ້ນໂຕນະຕົກກໍອັດປັບຖ້າທີ່ 100 ນັ້ນໂຕຖືອີ່ຕິດມາຈັ່ງປານນັ້ນມາອັດດັງອີ່ຕິດເດ When you received these lists of the Vietnamese and Chinese people from each commune, what did you do with them? Who did you give those lists to? And who was it that gathered up these people and took them to Kokor? ប្រមូលហើយដឹកបញ្ជូនអ្នកទាំងនឹងទៅកោះកោហ្នឹងតាមឃុំរៀងខ្លួនបាទឃុំណាមានប្រមាណតាមបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងដឹកទូកណូតរបស់ខ្លួនឃុំខ្លួនឯងមកយកមកកោះកោហ្នឹងទៅ You indicated a little earlier that you yourself went to the execution site and witnessed what took place there. But can you tell us what you saw when you went? ສົມລູກປັບຕະຫຼາກາຕາລູກບານເຄີຍໄວ້ຄະໃນກໍໂກໃນເປດລູກໂຕນຸເປນຸຂ້ອຍໂດຍຈະນຶກຖ້າຫຼັງຫຼັງມັນກາປັດຂ້ອຍອາດມີສິດໂຕທວດຖ້າແດ່ກາຍກໍໂກນັ້ນປັດນີ້ໂດຍຈະຈັ່ງດັງໃຫ້ອັດອ້ອຍຄະນະສົກພົນດັງໃດຍັງໃຕ້ໃຫ້ອ້ອຍ นิรสาจูนទៅដល់ឆ្លងទឹកទៅឬកោះចង់ដឹងទៅបានឃើញគេចាប់អាអ្នកមុនមិនទាន់គេសម្លាប់គេគណៈឃុំអីមួយចំនួនពីរណាអូអត់បើទឹកស្គមក៏ភីងក៏ភងហើយតាពេលហ្នឹងគេត្រូវសម្លាប់ចោលគេសម្លាប់អរិញពពោះមុនໃສៗកោយខ្ញុំឃើញបន្តិចបានខ្ញុំអត់កើតទេ Did you personally see ta lúc ban khơi đợi toàn bộ này cha chuyển chiết Việt Nam hay những chuyện chuyển chiết chân đại từ khi xâm lấp nước Cocco nâng đại rồi thế không cả nơi đã khơi thật ta khi xâm lấp nẹt tầng núi đòi ở biệt nà nhầm khơi nếu có khả năng nhầm khơi nay để nhầm lui từ mình ơi xong ơi cái nạn sóc đằng để chẳng đằng từ cái sầm lấp chân nâng duồn bò sầm át bị sầm át sầm ấy mày có không cái phở bị ra bò sầm át át ơi miền chân chiến ấy xên kìa bị cái mày thì hay vay nên kèm cho một plet khơi một prà nên kêu vay mà xa đắp nè chọn khlum một ói mà nè vay cái nè vay đắp mà nè vay nè nè vay nè nó prà đắp như thế mà cái ôn như thế kêu hối cô bà này tập năng đăng ngày tịt đào viên anh như nhau người ta gặp kết chết đấy tập
You said that Sapriya Lokman Nijay Tha ke prae piek tha bos samat ha ke mun chong oy mien puich sah na phseing kra pi khmae te ta lok ban lue piek ni pi neak na piek ni mun maen tha na ko lue dae tae khnyom krob เวียนโสดตามกาลสมัยที่มันมันนึกสกจางนั้นก็ได้เปียนี่คือถามมีเกียร์บ่ปะคอมมิวนิสต์บ่สะอาดบ่สะอาดนี่คือខ្ញុំនៅចង់ចាំពាក្យគេនឹងរហូតទៅអញ្ចឹងគេធ្វើបន្តបន្តមែន And you mentioned study Samnu lok ban nige tha lok ban lue piak nung pi avak saksa rian sot ru ka prachum tha ta lok neu cham neak na chi neak riep chom ka avak rian sot nung da ke prakas piak nung piak nung khnyom ka nung neu chua khmae khom ke mien ba avak nung rian sot biệt thờ vẹn vẹn ấy bay ngày đi chụp chung này cái này nom thằng ạ hà bị ba to và to à mũi thằng ạ hiền sâu thằng ấy mà tịt chẳng khi đăng tam pị nâng tam pị nhân nơi bị ca và ma nó thế mình điên sâu tại nông chùa to có xong mà điên sâu cái nhóm nó tốt đấy tốt bò mòn tất cả rồi mình mua hôm nay mình sầu mình cái nạn mòn bây giờ này thì sẽ được trả tiền đấy nghe bò xem ăn ai lưu pin pi tầm mốc bò khô phía sau lưu có lấy cả con này này nó hồi hồi đó con đã bắt rồi សាប្រិញ្ញាបាទចឹងត្រឡប់មកអេក្សិគូសិនយូនីយីពីការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិននៅស្រុកស្អាងលោកនាយីមួយចំនួននៅក្នុងការសម្ភាសន៍ទៅម្ចាស់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ទៅតាមផែនការរបស់គេលោកនាយីអំពីបញ្ជីតើលោកអាចនាយីប៉ាន់ចំនួនប៉ាន់ប្រមាណនៃជនជាតិចិនហើយនិងជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅស្រុកស្អាងនៅពេលដែលលោកទៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ 1927 do cầm chùm nuôn ở bất bà cắt như có kết chế phía rối có một bàn có nhóm khơi mà đòn bánh mà đang kể thơ mà bàn đòn hơi bánh là nhóm tôi khơi mà đòn đang đặt nhóm tôi là lui cái mọi cái nạ sau khi khơi nhóm đang thả nhóm tôi thì nhóm khơi mà đó bánh này nhóm khơi mà đòn nắng kê bà mô tam khung hồ trơn khung đó nó thật án trong kịch tư và hai pi mình pi mà rồi nhé ba mình khoa lưỡi có phần năng tam đây nhom khơi pan mà ra nó kịch từng ở đây bốn câu rồi tam nhom pan đằng can Mr. President, I could continue. Thank you, Mr. President. I'm going to talk to you.
អង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាវនាការលោកដើមម្ដងរដ្ឋប៉ាវិនីលោកឯកសម្រាប់បានហើយអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកកាន់កន្លែងប្រសិទ្ធកម្មវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះរសៀលបង្កប់អនុរិយ៍ពុននីគាបន្ទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាសាវនាការនេះនឹងមកគាត់នាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាវនាការនៅក្នុងបន